Bùi đâu? Bùi cái cành này sao? Cành tre, cành tre. Máu đi. Mới chiến đấu này không may là kìa. Con anh nó không vào, nó dưới bụi nó không quên. Đây là cây tre hai con, con này dưới bụi nó có đến lúc anh kể bảo mày nó treo cái chỗ mà nó âm u một tí nó còn đéo hát xuống. Biết tính cái con này thế cho nhiều lần mới ra bên tay phải. Gì? Ra bên tay phải, cành tre bên tay phải. Không phải cành tre đâu. Cành đây này, cành cây đấy. Cây quả, quả đen quả trắng. Nó đang ở dưới đấy. Thấy chưa? Thấy nó ở dưới. Thấy rồi. Đá đít. Thấy nó ở dưới chưa? Thấy rồi. Thì nó ra lên. Con dưới đây con cái. Đực đang hót ủng ổn. Đực ở dưới. Này, mũi đây. Phim nó vào trong rồi. Nó lại đứng ở trong. Con này không phải là nhanh được đâu. Yên chí là thế. Riêng kiểu đấu này không mà... Nên nên cành tre đấy sao? Nó vẫn ở giúp ở trong ấy. Vẫn giúp ở trong ấy. Bộ hoa phê phết. Lại vào trong.